Liên quan đến việc hơn 250 học sinh trường iSchool ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị ngộ độc sau bữa ăn bán trú ở trường mà Nóng 24 giờ đã thông tin đến quý vị trong bản tin trước. Thật đáng buồn và xót xa khi một học sinh lớp 1, 6 tuổi đã tử vong trên đường chuyển viện vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị hôm qua, thưa quý vị. Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, bé trai tử vong 6 tuổi, bố là người nước ngoài, được gia đình đưa vào bệnh viện 22 tháng 12 vào ngày 18 tháng 11. Bác sĩ chẩn đoán bé viêm dạ dày ruột cấp và hạ ca máu, điều trị bằng kháng sinh, bù dịch, điện giải. Tối hôm sau, bé mệt mỏi, co giật, ngưng tim, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chẩn đoán, khi ấy là sốc nhiễm trùng và ngộ độc thực phẩm. Do bệnh tình quá nặng nên sáng 20 tháng 11, cháu đã được tiếp tục chuyển viện vào bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Theo thầy Phạm Hữu Bình, hiệu trưởng trường iSchool Nha Trang, trên đường chuyển viện đến địa phận tỉnh Ninh Thuận thì bé đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho hay, nhà trường đã họp với phụ huynh học sinh, có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự để thông tin về vụ việc.